Em tên là Vi Hoàng và hiện tại em đang học tại trường Trung học phổ thông Trương Định. Và năm nay em sinh năm em sinh 2000. Em tên là Hoàng Nghĩa Đức và năm nay em sinh năm 2002. Đó, em tên là Hoàng Sơn, năm nay em 17 tuổi, em học ở trường Trung học phổ thông FPT. Em tên là Lê Phương Giang, em sinh năm 2003 và đang học trường Trung học cơ sở Kim Giang. Mỹ Tâm ạ. Tại vì em cảm thấy chị rất là có tâm. Em thích sở trường FPT thì em thấy anh ấy trẻ và giỏi, hát hay. Thế thật em chả thần tượng ai. Tự thần tượng mình luôn. Em nay sẽ có một buổi phỏng vấn nhá dành cho em, đó chính là em sẽ xem ảnh của các ca sĩ thần tượng của thời 9X của bọn anh và em sẽ cảm nhận về cách ăn mặc này, về thời trang của họ. Đây là Akira Phan. Ok Akira Phan, thì em cảm thấy thời trang của anh ấy như nào? Trông giống HKT. Em cũng nghe nhạc của anh ấy. Thôi. Có cái bài Mùa đông không lạnh à? Với cả Lời Anh Viên như vậy. Thấy nó ảo ảo gì. Ăn mặc nó cứ hở hở ấy. Mẹ thấy ngày xưa nó cứ màu mè quá. Khánh Phương ạ. Các đàn ông. Thấy tóc trông như là hình nó cứ dài dài, xù ấy là mặt. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đã lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Cái này nhìn giống nam thần này. Ê, tên là cái gì Hải đấy? Đúng không ạ? Cái ảnh này nhìn đầu như kiểu cá vàng ấy, nó cứ bóng lộ. Em thấy anh ấy khá đẹp trai. Đầu thì cũng hơi bị là chôm chôm khi thấy anh này. Cái này em biết mỗi người ta gọi là gì, chắc là em lại quên tên. Người yêu của Đông Nhi đấy. Biết anh bên trái, anh ông cao thắng. À đúng không? Rồi. Bây giờ đẹp trai của ngày xưa nhìn vừa vừa đấy. Tóc giống Nhật Bản. Tóc nó tua tủa tua tủa. Tiếp theo là Thanh Thảo. Hát búp bê, hát cái gì đấy liên quan đến búp bê. Và em thấy chị này đến bây giờ vẫn thấy chị rất là xinh. Bởi vì có cái nét riêng, mũi cao. Nhìn lão quá. Đây Vân Quang Long. Một là thần tượng đời đầu của những kiểu như anh chị 91, 92. Ô, nhìn giống diễn viên Hải. Giống diễn viên Hải. Trang phục thì giống mấy ông tiếp tân khách sạn. Em không biết diễn tả như nào mà trông em không hiểu tại sao có thể đeo được cả cái vòng cổ hay cái gì đấy. TBD. HAT. Ba chị này thì hồi xưa hay hát với anh Ngô Hoàng Phúc mà em thì em rất hâm mộ anh Ngô Hoàng Phúc nên em cũng hâm mộ ba chị này luôn. Hồi xưa thì em cảm thấy nó có một điều rất là đặc biệt hơn bây giờ đấy là nó luôn luôn kín đáo hơn. Và cái màu mè của nó thì nó khác với bây giờ, đúng rồi, nó hơi bị xến và nó hơi bị rực rỡ quá đà. Thế 9X thì đầu tóc nhìn kiểu như nhân vật hoạt hình, ăn mặc nó có một chút, có cái hơi lố lố một tí. Còn bây giờ thì đối với một số ca sĩ họ phải sexy một chút hay là phải có một tí scandal thì họ mới có thể nổi tiếng được.